Hello Nam, chào anh em, mình là Lộc, nhân viên tư vấn Store 1. Hôm nay mình Lộc xin giới thiệu một bộ sản phẩm gồm 25 chi tiết 1/4 khoảng Strata. Thì trong bộ này nó sẽ cho mình gồm những cái đầu gì và phục vụ cho anh em trong công việc gì thì mình cùng khám phá nha anh em. Thì đầu tiên, khi anh em mua về nó sẽ cho mình một cái hộp bằng nhựa. Em mở khóa như thế này, lên rồi. À, bộ 1/4 nha anh em, nên nhìn nó hơi cute, nhỏ xíu xíu à. Đây, thì trong này mình sẽ đi khám phá nó sẽ cho mình gồm những con ốc như thế nào. Đó là những đầu tiếp như thế nào. Đầu tiên là con tiếp 3.5 nha anh em. 3.5. Nhỏ xíu luôn. Này là 3.5 nha. Con này là cực kỳ khó tìm kiếm luôn. 3.5. 4.5 luôn nha anh em. Có 4.5 luôn. Của hãng Strata 4.5. Rồi, con này là 5.5, 5. và 5.5 luôn. Những con này mình được biết là cực kỳ khó tìm. Em con này. À, con này 5.5. Rồi, từ 5.5 nó sẽ cho mình là 6.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Đó là những đầu tiếp ngắn chuẩn 1/4 của hãng Strata nằm ở phía dưới này. Về phần phía bên trên nó sẽ cho mình những đầu tiếp dài để anh em mở những con ốc nằm trong kẹt là 8, 10, 11, 12 và 13. Những con ốc rất là thông dụng khi anh em đam mê đi xe đạp, rất là thông dụng luôn. Đam mê đi xe đạp á, có những con, đây là bộ dành cho anh em mà sửa chữa mô hình và đi xe đạp nè. Này còn như đầy đủ luôn đó anh em. Ngoài ra nó sẽ bổ trợ cho chúng ta là một đầu lắc léo một chuẩn 1/4 như thế này. Lắc léo chuẩn 1/4 nha anh em. Còn này là đầu nối dài chuẩn 1/4 luôn. Đầu này thì dài khoảng chừng là 6 cm cho cái đầu này. Tiếp theo là cái đầu dài hơn, đầu này khoảng chừng là 10 cm nha anh em. Khoảng chừng là 10 cm cho đầu này, 10 cm chuẩn 1/4. Và một cây cần trượt chuẩn 1/4, anh em có thể biến hóa cây này cần này thành một cây cần tê. Đây là dẫn đầu tiếp vô để anh em mở những góc trong kẹt như thế này, rất là đẹp. Ok anh em ha, như đây đủ xài rồi anh em. Rồi, ngoài ra đây là cây cần tự động của chúng ta. Thì cái Strata rất thiết kế rất là hay, là lúc nào nó cũng cho mình một cái nút chốt gì để mình tháo đầu vô đầu nó một cách dễ dàng và bền bỉ anh em. Anh em chỉ cần ấn nút chạy xuống, anh em gắn cho thôi, nó rất là bền như thế này. Kiểu thiết kế này mình rất là thích vì mình không có bị nặng đó, nhấn gì thôi và đảo chiều nằm dưới này. Này, tiếng rất là dễ thương, để xíu một xíu à, đảo chiều qua đây thôi. Và khi anh em không thích dặn bằng cây đó thì anh em có thể dặn một cái ốc như thế này để anh em dặn một cây cần để anh em dặn, rất là ok. Và nguyên cả một cái bộ này thì hiện tại bên Store Đà Mộc đang có giá là bao nhiêu? Hiện tại bên Store Mộc đang bán với giá là 772.000 đồng nha anh em. 772.000 đồng, mã sản phẩm là 09001. Rồi anh em nào muốn sửa cái bộ này thì hãy gọi điện cho Store Đà Mộc. Còn anh em nào muốn tự tay mang về với đội mình thì hãy tới địa chỉ là 234 Bình Thới, phường 10, 11, thành phố Hồ Chí Minh. Mình là Minh Lộc, xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye anh em.